Thưa quý vị, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vừa nhận được phản ánh của người dân ở khu vực khu phố 4, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa liên quan đến việc rác thải để lâu ngày chưa được thu gom làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống sinh hoạt của người dân. Đáng nói việc này đã tồn tại được khoảng một tuần và hiện vẫn chất tràn ra đường nên người dân rất bức xúc. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là những hình ảnh phóng viên thời sự ghi nhận được vào sáng nay từ phản ánh của người dân qua đường dây nóng. Hiện những hộ ở mặt tiền khu vực khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa đang kinh doanh buôn bán. Việc rác ăn ngữ như thế này trước cửa nhà và ngay lòng đường nhiều ngày ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và kinh doanh của người dân. Cái này là có như là một tuần rồi. Một tuần lễ rồi. Bây giờ ở đây ai cũng đề nghị không có được để thùng rác như đây, ở dân đây không có chịu. Tại vì hôi nhiễm môi trường như vậy, người ta bệnh hoạn già cả thì cũng có quá trời người. Để gì con thấy có được hay không? Tôi đóng tiền đàng hoàng mỗi tháng là 25, 20 gì đó. Tôi đóng hoàng nhưng mà bây giờ cái tự nhiên hơn tuần nay là đổi luôn, không ai lấy luôn. Mà khu vực này là tình trạng là đổi hơn một tuần không ai lấy. Liên hệ với xí nghiệp môi trường thuộc công ty cổ phần môi trường Sonanergy, đơn vị trực tiếp phụ trách thu gom rác tại 30 phường xã của thành phố Biên Hòa, thì được biết nội dung phản ánh là rác công cộng, không phải rác sinh hoạt từ các hộ dân. Lãnh đạo xí nghiệp môi trường cũng cho biết, dọc các tuyến đường tại thành phố Biên Hòa luôn có những thùng rác công cộng và các phường thường phối hợp với xí nghiệp để báo địa điểm đặt các thùng rác để thuận lợi cho việc thu gom. Đối với rác người dân phản ánh ban đầu được đặt ở vị trí khác, nhưng do điều chuyển vị trí nên đã xảy ra tình trạng thiếu sót như trên. Song khi nhận được phản ánh từ Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, trong trưa nay, đơn vị cũng đã cho xe chuyên dụng đến gom và phun khử khuẩn, làm sạch khu vực ùn ứ rác lâu ngày. Theo mà mình xem trên hình á, thì hai thùng rác này hai thùng rác công cộng, mà thùng rác công cộng á, thì không có thuộc cái trách nhiệm mà công ty phải thu gom hàng ngày, chỉ có cái là trách nhiệm là phối hợp với chính quyền địa phương á, là khi mà có rác phát sinh á, thì sẽ phối hợp để lấy cái những cái thùng rác công cộng phát sinh. Thì công ty cũng nắm cái nội dung phản ánh của đài, do đó cũng đã báo cho cái xe chuyên dùng để mà thực hiện thu gom, đồng thời phối hợp với phường để mà thực hiện mà giờ hai cái thùng này ra khỏi cái vị trí mà làm ảnh hưởng đến các hộ dân. Đại diện công ty cổ phần môi trường Sonanergy cũng cho biết các phường hiện nay đều đặt các thùng rác tại các địa điểm thông báo cho đơn vị, do đó để không xảy ra tình trạng như vừa nêu, người dân không nên tự ý di chuyển các thùng rác. Bên cạnh đó, nếu xảy ra sự việc tương tự, hãy báo ngay với chính quyền địa phương để có sự phối hợp xử lý hợp lý.